Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Gian TCR 6300, một dòng xe đua chuyên nghiệp của hãng Gian. Với bộ khung rất là nhẹ các bác nhé, sử dụng nguyên bộ group của Shimano Tiagra. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu đỏ đen và trắng. Màu rất là thể thao các bác nhé. Thì lướt qua nước sơn. Thấy nước sơn này. Em đánh giá chiếc xe trên 85-90%. Với cái dòng xe Gian của TCR này thì bộ khung rất là nhẹ các bác nhé. Rất là nhẹ với bộ khung. Vâng, trên đây trên khung cũng có chữ Aluix SL. Đây là một công nghệ nhôm độc quyền của hãng Gian. Và chiếc xe này cũng thường thì những chiếc xe Gian bình thường thì chỉ có Aluix thôi. Đây Aluix SL các bác nhé, SL Aluix. Cho bộ khung bền và nhẹ hơn so với bộ khung thông thường. Bộ phanh 3 mảnh của Shimano Tiagra. Vâng, phanh Tiagra các bác nhé. Xe này sử dụng nguyên bộ group của Tiagra, từ củ đè đến phanh đến đùi đĩa đến tay lắp, tất cả đều của Tiagra. Dây đi âm sườn, chiếc xe cao cấp của Gian họ thường đi âm sườn chiếc dây này, trên dưới đều đi hết các bác nhé. Trên khung thì có chỗ chờ để đèn, để đèn đằng sau yên, có thể vắt cái đèn ở đây. Thì bên trên đây thì ghi đông của Ford, nguyên bản của hãng Gian. Gian các bạn nhé. Bên trên, bên trước đấy. Yeah, là cấu hình rất là cao cấp của Tiagra. Bộ tay lắp bên đĩa. À, bên lip của Tiagra, Shimano Tiagra, đồng bộ theo xe. Và đây là bên đĩa các bạn nhé. Máy ô nguyên cặp của Gian TCR, máy ô và vành các bạn thấy đây, còn tem Gian TCR R1. Bộ lốp thì vẫn là bộ lốp thông thường của dòng xe đua là 700x23C, càng hợp kim nhôm các bác nhé, siêu nhẹ. Bộ đùi đĩa, bộ đùi đĩa 2 tầng của Shimano Tiagra, đồng bộ theo xe, gạt đĩa của Tiagra luôn. Đây các bạn có thể thấy đây. Đây là bộ vành sau, sau cũng của Gian TCR R1. Củ đà của Shimano Tiagra.
Chiếc xe được sử dụng đây Mayo 6 nguyên bản của Gian đây. 10 tầng lip các bác nhé. Xe được sử dụng 10 tầng lip và hai đĩa cho xe 20 tốc độ. Giờ xe đi vào đo size đứng của xe. Thì đây size đứng của xe là 47 các bác nhé. Xe đi size S đây. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 vậy vừa chiếc xe này. Đi vào chuyển động. Chúng ta chuyển động của xe. 10 tầng lip và 2 đĩa lên lip. Sử dụng nguyên bộ cấu hình của Shimano Tiagra. Tầng lip. Phía tay phải là bên đĩa, đùi đĩa của Tiagra 2 tầng. Rồi, thì đó rất là tốt. Còn một lỗi nhỏ ở chiếc xe này.